Thưa quý vị và các bạn, mặc dù mới mùng 4 Tết Tân Sửu, nhưng trên một số cánh đồng cây cảnh ở huyện Văn Giang, bà con nông dân đã tập trung xuống đồng chuẩn bị cho vụ cây mới. Sau những ngày vui Tết đón xuân, ông Nguyễn Chí Vân, thôn Phú Thị, xã Mễ Sở đã huy động con cháu ra đồng làm việc để chuẩn bị cho vụ cây mới. Các cây này là năm ngoái đã bán cho người ta rồi. Thế thì khi người ta đi chợ thì Covid, tức là bây giờ tình hình là Covid nên người ta không mang đi được hết. Người ta bỏ lại thì nhà vườn phải dọn đi thôi để chuẩn bị vào cây mới. Với những người trồng bưởi cảnh ở Văn Giang, Tết năm nay tuy giá không cao nhưng khách hàng đến đặt mua và vận chuyển đi sớm nên không ảnh hưởng do dịch bệnh. Nhờ đó, các diện tích trồng bưởi đã được giải phóng sớm. Các nhà vườn cũng đã hoàn thành việc cho cây lên chậu chuẩn bị cho vụ mới. Bưởi bây giờ này tập trung vào để chắp bón. Khi coi là chuẩn bị vào tháng 4, tháng 5 ghép cải hái thì bắt đầu đi kéo vít một lần. Hiện nay tôi đang dọn ruộng trồng cải bẹ để tranh thủ một thời gian trồng cải bẹ. Đến tháng 3, tháng 4 chúng tôi lại tiếp tục trồng quất. Năm nay mặc dù bị ảnh hưởng của dịch bệnh nhưng các diện tích cây cảnh của Văn Giang vẫn đạt mức thu bình quân từ 40 đến 50 triệu đồng một sào. Những ngày đầu năm, không khí lao động trên các cánh đồng trồng cây cảnh ở Văn Giang đã rộn ràng. Các nhà vườn đang khẩn trương vận chuyển từ vườn ươm phôi ra ruộng cho cây lên chậu chăm sóc để đón đợt lộc đầu xuân.